Những thông tin nổi bật trong bản tin trưa nay: hồi hộp cảnh giải cứu cháu nhỏ rơi xuống giếng nước sâu, cận cảnh những công trình của Tân Hoàng Minh bị công an vào cuộc xác minh ở Hà Nội, thót tim khoảnh khắc người hùng cứu bé gái từ đám cháy nhà 3 tầng, thêm một địa phương xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 dịp Tết, xác minh thông tin liên quan cổ Mộc Trấn tại An Giang, Bình Phước, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức lại các hoạt động du lịch, quốc Lục Bình cao 4m giá vài chục triệu đồng chờ đại gia rinh về chơi Tết. Kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thưa quý vị, anh Nguyễn Thành Nhân, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cháu Lê Văn Hiển, 6 tuổi, cháu của anh Nhân, sức khỏe đã ổn định sau khi rơi xuống giếng nước sâu và được nhóm thợ sơn giải cứu. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Theo anh Nhân, chiều 12 tháng 1, cháu Hiển và chị gái là Lê Thị Thanh Kiều, 8 tuổi, đi ra sâu khu vực vườn nhà hàng xóm chơi. Lúc này không may cháu Hiển bị rơi xuống giếng nước sâu hơn 20 mét. Phát hiện vụ việc, cháu Kiều đã chạy về nhà báo cho mẹ và người mẹ hô hoán mọi người. Lúc này một nhóm thợ sơn đang làm nhà gần đó đã mang theo sợi dây chạy đi cứu người. Một thợ sơn đã buộc sợi dây vào bụng để những người ở trên thả xuống giếng. Ít phút sau, cháu bé đã được cứu lên an toàn. Anh Nhân cho biết thêm, giếng nước tuy sâu nhưng may mắn là có nhiều rác nên khi rơi xuống, cháu Hiển đã cố bám vào rác để phần đầu nổi lên. Bên cạnh đó, rất may nhóm thợ sơn và người dân đã kịp thời ứng cứu, cháu bị gãy tay và bị chấn thương nhẹ ở đầu. Đến sáng nay, sức khỏe của cháu Hiển đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Được biết, giếng nước này sâu hơn 20 mét do người dân đào để lấy nước tưới cà phê, không có nắp đậy và che chắn sơ sài. Sau khi đoạn clip giải cứu cháu Hiển được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, các ý kiến bình luận bày tỏ sự cảm kích và hồi hộp trước cảnh mọi người giải cứu cháu bé. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các sở ban ngành của thành phố Hà Nội đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm các văn bản pháp lý do Ủy ban Nhân dân thành phố ký duyệt liên quan đến 11 dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Các dự án của tập đoàn Tân Hoàng Minh được trải dài ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm có dự án The Le Pont de Oa Hoàng Cầu, dự án The Palace Louis Nguyễn Văn Huyên, dự án The Sun Raffles Hàng Bài, dự án Le Roy Soleil in Quảng An Tân Hoàng Minh, dự án The Eldorado Phú Thượng, dự án The Eldorado 2 Phú Thanh, dự án The Capitan Trần Duy Hưng, dự án Summit Building Trần Duy Hưng, dự án The Garden Royal Tân Hoàng Minh Đại Cồ Việt, dự án Tân Hoàng Minh Lò Đúc, dự án Tân Hoàng Minh Hoàng Mai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các sở cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giao đất, nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước liên quan đến các dự án trên. Theo tin từ Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ hỏa hoạn trên địa bàn phường khiến một người bị thương. Thông tin từ báo Người Lao Động. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, tại ngôi nhà 2 tầng tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, bất ngờ bốc khói dữ dội. Đáng chú ý, trước khi ngọn lửa bùng lên, người đàn ông đi chân đất đã trèo lên mái tôn của một ngôi nhà bên cạnh và đưa một bé gái 14 tuổi đang mắc kẹt phía bên trong ra ngoài qua khe cửa sổ. Sau khi được người dân cứu, bé gái trong nhà chỉ bị bỏng nhẹ, bên trong nhà có nhiều đồ dùng và phế liệu bắt lửa. Thưa quý vị, nhằm quản lý thị trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm cũng như dịch vụ ăn uống, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh An Giang đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại siêu thị Co.op Long Xuyên. Thông tin từ truyền hình An Giang. Siêu thị Co.op Long Xuyên có tổng hàng quán 20.000 sản phẩm, trong đó có 17.000 sản phẩm được bày bán thường xuyên, bao gồm 5 ngành hàng, công nghệ, tươi sống, may mặc, đồ dùng, hóa phẩm. Hiện mỗi ngày siêu thị có khoảng 2.500 lượt người dân đến mua sắm. Qua kiểm tra, đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đoàn cũng nhắc nhở lưu ý đơn vị chú trọng gồm các loại giấy tờ chứng nhận, điều kiện vệ sinh, nhãn mác sản phẩm, lấy mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định, tăng cường vệ sinh khử khuẩn định kỳ, đồng thời đặt dung dịch rửa tay sát khuẩn ở vị trí thuận tiện, hướng dẫn khách hàng ra vào mua sắm đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, từ chối phục vụ các hành khách không đeo khẩu trang nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng đến mua sắm tại siêu thị.
Thưa quý vị, bên cạnh đó thì đoàn liên ngành thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng đã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Bình Khánh trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 sắp tới. Thông tin từ truyền hình An Giang. Tại các điểm đến, đoàn đã tiến hành kiểm tra các giấy tờ có liên quan như giấy phép kinh doanh, giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ nguồn gốc thực phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh khu vực chế biến. Qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở đều chấp hành đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, có một cơ sở chưa xuất trình đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến an toàn thực phẩm. Đoàn đã lập biên bản và yêu cầu cơ sở khắc phục những tồn tại thiếu sót trong thời gian 7 ngày. Song song với công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn cũng nhắc nhở các hộ kinh doanh lưu ý về công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cài đặt mã QR tại cơ sở kinh doanh, trang bị đầy đủ nước rửa tay, đảm bảo chủ cơ sở và tất cả nhân viên phục vụ đều tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm từ nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 nhằm kiểm soát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, tăng cường kiểm soát xử lý việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ngay bây giờ mời quý vị cùng sang những thông tin về tình hình COVID-19 tại các địa phương. Thưa quý vị, thêm một địa phương ở nước ta vừa xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron. Tỉnh Long An vừa phát hiện trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Bệnh nhân là một chuyên gia người Trung Quốc, chuyên gia của một công ty trên địa bàn tỉnh. Sau khi nhập cảnh thì bệnh nhân đã được đưa đi cách ly tập trung. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Trong quá trình từ sân bay về tới khu cách ly, bệnh nhân có tiếp xúc với hai người, một cán bộ y tế và một tài xế, đều có mặc đồ bảo hộ giữ khoảng cách. Xe chở chuyên gia có vách ngăn. Sau khi chuyên gia có kết quả xét nghiệm dương tính, thì cán bộ y tế và tài xế làm xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính. Hiện sức khỏe bệnh nhân này bình thường, không ho sốt. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt. Quá trình di chuyển, cách ly tập trung của bệnh nhân tại khách sạn được bảo đảm đúng quy định, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Đến chiều hôm qua, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trước các diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hà Nội và một số địa phương, nhất là nguy cơ bùng phát dịch do biến chủng mới Omicron, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là vào dịp Tết Nhâm Dần sắp tới. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch theo đúng các chỉ đạo của cấp trên, nhất là biện pháp 5K và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron. Tổ chức thực hiện thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm chủng vaccine, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra. Tổ chức các tổ lưu động khẩn trương tiêm vét vaccine ngay tại nhà cho những người không thể đến nơi tiêm tập trung. Theo quyết định do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký, số vaccine được phân bổ đợt này sẽ tiêm mũi 3 bao gồm liều bổ sung, liều nhắc lại cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm. Liều bổ sung cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine Verocell, đủ thời gian theo quy định. Sử dụng vaccine AstraZeneca hoặc Moderna, Moderna ưu tiên cho người lớn tuổi, người có bệnh nền. Liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca, đủ thời gian theo quy định Bộ Y tế, sử dụng vaccine AstraZeneca. Tiêm chéo mũi 1, mũi 2 cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên, đủ điều kiện tiêm theo quy định. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang phần tin về đời sống văn hóa xã hội. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang cho biết, ngành chức năng đang xác minh những việc liên quan đến cổ Mộc Trấn có địa chỉ tại phường Mỹ Thành, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Tuy mới khai trương vào ngày 11 tháng 1, nhưng địa điểm check-in chụp ảnh cổ trang như trong phim trường Trung Quốc tại cổ Mộc Trấn đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Bà Huỳnh Nguyễn Kim Diệu, quản lý cổ Mộc Trấn cho biết, nơi đây được xây dựng từ ý tưởng của mẹ bà. Thấy phim cổ trang của Trung Quốc có nhiều cảnh đẹp, mẹ bà Diệu muốn tạo nên những cảnh như vậy để mọi người đến vui chơi, chụp ảnh. Nhiều nơi khác, các bạn trẻ còn đi thuê trang phục cổ trang rồi đến các vùng núi, chùa để chụp ảnh sống ảo cho đẹp, độc và lạ. Bà Diệu khẳng định làm ăn đàng hoàng chứ không cổ suý cho văn hóa Trung Quốc.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Thạnh, cho biết địa phương đang xác minh các nội dung về xây dựng, đất đai và quảng cáo có tiếng nước ngoài liên quan đến cổ mộc trấn. Nếu nơi đây có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định. Hiện tại, các bài đăng trên một số trang mạng xã hội được bà Kim Diệu nhờ review về cổ mộc trấn đã được tháo gỡ, còn một số trang cá nhân tự đăng về nơi đây thì nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Khẳng định về cách bày trí tại cổ mộc trấn, bà Diệu cho biết gia đình tự thiết kế và trang trí nơi đây theo phong cách mới lạ riêng biệt để hút khách, chứ không phải đầu độc văn hóa. Mọi trang thiết bị, đồ dùng đều mua ở Việt Nam. Bà Diệu cho biết sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Gia đình chỉ đơn thuần kinh doanh và muốn mọi người có một điểm đến vui chơi, chụp ảnh khi Tết đến xuân về. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước vừa cho biết sẽ đón khách tham quan và tổ chức lại hoạt động du lịch sinh thái tại vườn. Thông tin đến từ truyền hình Bình Phước. Cụ thể là du khách phải có chứng nhận tiêm chủng thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng đủ liều của cơ sở tiêm chủng. Trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến vườn quốc gia Bù Gia Mập. Du khách cũng phải trực tiếp đến điểm thu phí để khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC COVID và quét mã QR, mã nộp phí tham quan. Cùng với đó, du khách đến từ khu vực có cấp độ dịch 1, cấp độ dịch 2 cần có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trước khi vào vườn quốc gia Bù Gia Mập. Khách đến từ khu vực có cấp độ dịch 3, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập cho biết phải là người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 ít nhất một liều và đã khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng. Đồng thời, có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trước khi vào vườn quốc gia Bù Gia Mập. Thưa quý vị, nhằm chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy họp trực tiếp, dự kiến sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chuẩn bị các điều kiện để dạy cho họp trực tiếp. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với ngành y tế thực hiện phun thuốc tiêu độc khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp, lau chùi bàn ghế, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em, bếp ăn để chuẩn bị đón các em học sinh trở lại trường học trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tinh thần cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Theo kết quả tổng điều tra dân số già năm 2019, thì hiện nay mức sinh có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng. Khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có mức sinh thấp nhất cả nước, tương ứng là 1,56 con trên một phụ nữ và 1,8 con trên một phụ nữ. Thông tin từ truyền hình Cà Mau. Tổng tỷ suất sinh của khu vực nông thôn cao hơn của khu vực thành thị và cao hơn mức sinh thay thế, tương ứng là 2,26 con trên một phụ nữ và 1,83 con trên một phụ nữ. Trung du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên là các vùng có mức sinh cao nhất cả nước, với tổng tỷ suất sinh mỗi vùng là 2,43 con trên một phụ nữ. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai vùng có mức sinh thấp nhất cả nước, tương ứng là 1,56 con trên một phụ nữ và 1,8 con trên một phụ nữ. 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, thậm chí một số tỉnh mức sinh đã xuống rất thấp, tập trung ở khu vực Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Duyên Hải miền Trung, với quy mô dân số là 37,9 triệu người, chiếm khoảng 39,4% dân số cả nước. Cụ thể, 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Thưa quý vị, bưởi da xanh là loại trái cây được rất nhiều người tiêu dùng thích mua chưng trên bàn thờ gia tiên trong dịp Tết đến xuân về, nên các nhà vườn trồng cây ăn trái đang tích cực chăm sóc, tạo ra các loại trái đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng để cung ứng cho thị trường. Thông tin từ truyền hình An Giang. Tính đến thời điểm này, hầu hết các nhà vườn trồng bưởi da xanh trên địa bàn huyện Phú Tân đã thành công trong việc xử lý cây bưởi ra trái đúng dịp Tết.
Sau 4 năm trồng vườn bưởi da xanh với diện tích hơn 3.500m², ông Ngô Thanh Sơn, ngụ xã Phú Lâm rất phấn khởi trong vụ này. Bởi vì sau 1 năm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ông Sơn kỳ vọng mùa bưởi Tết sẽ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình. Hiện tại vườn bưởi nhà ông Sơn đang cho trái từ 1,5 kg đến 2,5 kg. Dự kiến dịp Tết sẽ cho ra 2 tấn bưởi da xanh. Hiện tại thì nếu mà trái thu hoạch Tết á, thì mỗi cây khoảng 15-20 trái, mà tổng thể trái trên toàn diện mỗi cây á, thì từ đó 50 trái trở lên. Thì cái dự kiến của bữa Tết năm nay á, thì cái vườn này thu hoạch khoảng từ 1,5 tấn đến 2 tấn. Nhưng mà năm nay thì cũng đã ổn định rồi. Thì giá theo thương lái đến vườn lựa bưởi lựa nhất để trưng Tết á, thì 35.000 một ký. Bưởi Tết thì thương lái nó thích bưởi càng lớn càng tốt. Bởi vì bưởi trưng Tết nè. Mình sản xuất theo yêu cầu hữu cơ, thành ra là khách hàng đánh giá là thu hút. Để cây bưởi da xanh ra trái thu hoạch đúng dịp Tết, nông dân phải chuẩn bị làm bông từ tháng 4 và phải chăm sóc cẩn thận, thường xuyên kiểm tra dịch bệnh, các loại sâu, côn trùng đục trái để bưởi không bị sẹo, bán được giá cao. Toàn huyện Phú Tân có trên 60 hecta hiện trồng bưởi da xanh, tập trung nhiều nhất ở xã Phú Thạnh với trên 20 hecta, còn lại ở các xã như Bình Thạnh Đông, Phú Bình, Hiệp Sương, Phú Thành và Phú Lâm. Những năm gần đây, bưởi là một trong những loại cây trồng được nông dân huyện Phú Tân chuyển đổi trồng trên vùng đất lúa kém hiệu quả. Bưởi cho năng suất cao hơn, đem lại nguồn thu nhập khá hơn cho các gia đình. Thưa quý vị, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này thì các doanh nghiệp, tiểu thương trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã tung ra thị trường nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng với chương trình khuyến mãi kích cầu người tiêu dùng. Các ngành chức năng phối hợp với địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch bình ổn giá, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Hiện nay, thị trường hàng hóa đang bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Năm nay, tuy chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, nhưng số lượng các mặt hàng cung ứng dịp Tết tại các chợ, cửa hàng, cơ sở kinh doanh, đại lý, siêu thị trên địa bàn thành phố Long Xuyên vẫn rất phong phú, đa dạng về số lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, thị trường các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau xanh, củ quả tươi cũng như hàng hóa phục vụ Tết tại các chợ truyền thống cũng khá dồi dào. Các tiểu thương cũng thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng ghim hàng tăng giá, cam kết bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trong mọi tình huống, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. Nhìn chung năm nay, việc cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán trên địa bàn thành phố Long Xuyên đều được đảm bảo và không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Giá cả một số mặt hàng tuy có tăng nhẹ nhưng cơ bản vẫn đảm bảo ổn định, hầu hết các mặt hàng giữ ở mức giá thường nhật là tín hiệu vui trong việc bình ổn thị trường năm 2022. Đây cũng là điều mà người tiêu dùng mong muốn mỗi khi đi chợ mua thực phẩm, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Tận dụng diện tích mặt nước ven sông, ven biển và nguồn giống có sẵn tại địa phương, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi hầu lồng thương phẩm. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Mô hình nuôi hầu lồng trên sông được ngành chuyên môn đánh giá có tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế. Với ưu điểm ít tốn công chăm sóc, kỹ thuật nuôi đơn giản, ít rủi ro và hầu sinh trưởng nhanh, thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du có trong nước nên chi phí đầu tư thấp. Ngoài ra, người nuôi dùng giá thể để hầu bám vào sinh trưởng và phát triển, thời gian nuôi khoảng 6 đến 7 tháng thì có thể thu hoạch. Hiện hầu thương phẩm có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng trên một ký, thị trường tiêu thụ ổn định, được thương lái đến tận nơi thu mua. Toàn huyện Ngọc Hiển có khoảng 32 bè hào lồng, mỗi năm xuất bán trên 100 tấn hào thương phẩm. Nghề nuôi hào lồng ven sông đang mở ra triển vọng mới cho người dân, hướng đến phát triển kinh tế, gắn với phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành các quy định về các trường hợp không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hóa, thuê mua tàu cá hoạt động trên biển. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Gồm tàu cá hoạt động các nghề, ngư cụ thuộc danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tàu cá hoạt động nghề lưới kéo các loại, đơn, đôi, cào điệp, cào nhám, giã cào bay. Chủ tàu cá có tàu cá thuộc danh sách tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quy định các tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển. Theo đó, tàu cá đóng mới phải có chiều dài hơn 15 mét, vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới, tổng công suất máy chính từ 295 kW, 400 sức ngựa trở lên.
Trường hợp đóng mới tàu cá thay thế thì tàu cá đóng mới thay thế phải có chiều dài hơn 12 mét. Tàu cá cải hoán phải có chiều dài hơn 6 mét và không được cải hoán tàu cá được làm các nghề khác sang nghề lưới kéo. Trường hợp cải hoán tàu cá nghề lưới kéo sang các nghề khác hoặc cải hoán tàu cá để nâng vùng hoạt động từ vùng bờ sang vùng lộng, từ vùng lộng sang vùng khơi thì phải phù hợp với quy định khai thác thủy sản trên biển của tỉnh. Đối với tàu cá thuê, mua phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, đang hoạt động và có thời gian sử dụng không quá 10 năm đối với tàu vỏ gỗ, không quá 15 năm đối với tàu vỏ thép, vỏ composite, vỏ vật liệu mới. Trường hợp thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh thì tàu cá thuê, mua phải có chiều dài hơn 15 mét, có tổng công suất từ 295 kW, 400 sức ngựa trở lên. Vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng hàng chục năm nay với việc mỗi năm đưa ra thị trường hàng chục cặp quất lục bình khổng lồ. Những cây quất được ông Nguyễn Trung Thành chăm sóc, tạo dáng thành thế lục bình khủng, sẵn sàng tung ra thị trường để phục vụ Tết Nguyên Đán 2022. Hiện dân buôn, người chơi cây đã nhộn nhịp tìm đến vùng đất Văn Giang để săn những cây cảnh độc lạ và cây quất lục bình khủng về phục vụ dịp Tết. Tại vườn nhà ông Nguyễn Trung Thành hiện có khoảng 40 cây quất lục bình khủng, giá dao động từ 35 đến 40 triệu đồng một cặp. Ông Nguyễn Trung Thành cho biết, điều kiện để tạo ra những cây quất lục bình khủng là phải chọn những cây trồng từ 3 năm trở lên, có tán rộng để dễ dàng tạo thế đẹp. Năm nay, gia đình ông Thành đã gò thành công cặp cây quất lục bình khủng nhất từ trước đến nay. Cặp cây này có chiều cao 4 mét, tán rộng 1,2 mét, phải mất từ 3 đến 5 năm để tạo dáng và mất khoảng 7 ngày để gò theo thế lục bình, đưa vào chậu phục vụ dịp Tết Nguyên Đán cho người dân. Ông Thành cho biết, riêng cặp này sẽ bán khi được giá. Đã có nhiều người đến hỏi mua nhưng giá chưa hợp lý nên ông chưa muốn bán. Nói chung là cái cây lục bình, nếu mà làm được ra cây lục bình này, này nó phải 3 năm mới được cây to như này. Thế còn thường thường ấy thì đầu năm là phải rồng rồi, phải đưa lên chậu rồi. Xong bắt đầu là lấy quả, có quả bắt đầu vỏ. Nếu mà cây to này phải từ 3 đến 5 công một cây. Cây nhỏ thì phải công rưỡi, 2 công. Đấy là vỏ. Còn năm nay thì lên chậu nhiều hơn mọi năm. Mọi năm thì lên chậu ít, mọi năm để dưới đất. Bây giờ càng ngày tiến tới thì lên chậu. Lên chậu thì chơi được lâu, có thể 6-7 tháng. Vì lên chậu này nó không có dễ ra ngoài, nó dễ toàn trong chậu. Nói chung là năm nay thì do cũng ảnh hưởng về dịch cho nên là nếu như mọi năm với tầm này là chúng tôi cũng bán được nhiều rồi. Nhưng năm nay thì cũng chưa bán được. Nhưng mà giá cả cũng có người đến mua rồi nên nó cũng chưa ngã giá. Giá thì cũng chưa được giá, chúng tôi chưa bán. Để những chậu quất lục bình đẹp, lá xanh, nhiều quả nhằm giúp mang lại tài lộc cho gia chủ theo quan niệm phong thủy, ông Thành phải mất nhiều ngày để chăm sóc tỉ mỉ, tuốt lại dáng cho cây. Trong quá trình tạo ra những cây lục bình đẹp thì hàng ngày phải chăm sóc cắt tỉa uống thế rất công phu. Một cây quất lục bình đẹp yêu cầu quả phải căng mọng, vàng, lá tươi xanh và lộc non thể hiện sự sinh sôi phát triển. Không phải cây quất nào cũng gò được dáng, có khi trong vườn hàng trăm gốc nhưng chỉ chọn được một gốc ưng ý để đánh lên chậu chăm sóc, nuôi dưỡng, uống nắng. Những người dân ở đây phải chăm sóc kỹ lưỡng, tạo dáng độc cho quất mới mong bán chạy ở thị trường cây cảnh dịp Tết Nguyên Đán 2022. Năm nay, toàn bộ cây quất lục bình trong vườn nhà ông Thành đã được đưa lên chậu, không trồng dưới đất như mọi năm. Trồng trên chậu, cây sẽ chơi được lâu hơn và giảm khả năng bị khô héo. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được hợp tác giữa các cơ quan báo chí, đài truyền hình và MCV Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và sự ứng dụng Netlove. Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin ngày mai.